mua bán đất, đừng bỏ qua biên bản bản giao mốc đất. Bạn chuẩn bị mua bán đất, hãy nhớ điều này, nó có thể giúp bạn tránh tranh chấp về sau. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ một kinh nghiệm cực kỳ quan trọng khi mua bán đất. Bạn có biết tại sao biên bản bản giao mốc đất lại cần thiết không? nhiều người nghĩ rằng đo đạc xong là xong nhưng đừng quên biên bản bàn giao mốc đất giúp bạn chứng minh vị trí và diện tích đất thật sự như thế nào ví dụ như trường hợp hai bên tranh cãi về vị trí mốc giữa hai khu đất liền kề lúc này biên bản bàn giao mốc đất sẽ là bằng chứng giúp bạn chứng minh quyền lợi của mình một cách rõ ràng hoặc có thể người bán cung cấp thông tin trên sổ đỏ không chính xác Ví dụ, trên sổ đỏ ghi đường nhựa nhưng thực tế lại là đường đất. Biên bản bàn giao mốc đất sẽ giúp bạn phát hiện sự sai lệch này và bảo vệ quyền lợi của mình. Biên bản này như một bảo hiểm cho bạn, giúp bạn chứng minh diện tích đất thực tế và vị trí đất thật sự như thế nào. Hãy yêu cầu người đo đạc cung cấp biên bản bàn giao mốc đất đầy đủ thông tin. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có về sau. Mua bán đất là một việc hệ trọng. Hãy chú ý đến những điều nhỏ nhặt để bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Vào ngay yulan.vn để kiểm tra quy hoạch, nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.